Sáng nay tại trường Đại học Đồng Nai, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề Ảnh hưởng của mạng xã hội đến học sinh, sinh viên hiện nay, thực trạng và giải pháp khắc phục. Tham dự hội thảo có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Minh Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng cùng các hội viên, các chi hội, các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà khoa học trên cả nước. 170 báo cáo tham luận đã được gửi đến hội thảo. Các báo cáo đã tập trung phân tích bản chất, đặc điểm, lợi ích của mạng xã hội, đồng thời cũng nêu ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là với học sinh sinh viên. Bên cạnh những lợi ích to lớn, mạng xã hội cũng gây ra những hệ lụy tiêu cực đáng kể cho người dùng mạng, như làm giảm tương tác trực tiếp giữa người với người, ảnh hưởng đến các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống, tình trạng học sinh sinh viên bị bạo lực trên môi trường mạng ngày càng tăng, mất kiểm soát quyền riêng tư, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đến việc học tập của học sinh, sinh viên. Đến thời điểm hiện tại có rất nhiều bạn sinh viên cũng chưa đầy đủ được các cái năng lực số để có thể khai thác một cách hiệu quả những cái thông tin ở trên mạng phục vụ cho cái việc học tập phát triển bản thân của mình. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là song song với cái việc là tạo ra các cái chính sách để bảo vệ trẻ và những người trẻ tương tác lành mạnh trên cái không gian số, cần phải giúp cho cộng đồng có nhiều hơn những cái kỹ năng nhận diện về tin giả này hoặc là nhận diện các cái email lừa đảo này, có những cái kỹ năng để khai thác và tìm kiếm thông tin một cách hiệu quả này, có những cái kỹ năng để mà đánh giá và biết được là những thông tin nào là có thể là những cái thông tin nó sai hoặc lạc, hoặc là phải biết cách thức kiểm tra chéo các nguồn trước khi mà chúng ta tin một cách là tự động vào những cái thông tin được đưa ở trên mạng. Con lớn lên nào thì cha mẹ lớn lên như ấy, và thầy, cái người thầy mà hướng dẫn con sử dụng mạng xã hội đúng mục đích và có lợi ích, trước hết là cha mẹ, sau đó mới đến các thầy cô ở trường. Chứ chúng ta không khoán trắng cho các thầy cô là đến trường là thầy cô chỉ cho các con mà phải biết sử dụng thế nào là tốt, thế nào là xấu. Đúng nhưng chưa đủ, mà chính bố mẹ hàng ngày, hàng giờ và thậm chí hàng tối ở bên cạnh con. Đó là những cái lúc mà các cháu nó dễ lang thang trên mạng. Và chính vì vậy cho nên đã có những cái chuyện rất là đau lòng. Theo kết quả của một nghiên cứu, hiện nay ở Việt Nam có tới 70 triệu tài khoản mạng xã hội được kích hoạt. Các nền tảng mạng xã hội hàng đầu ở Việt Nam là Facebook, YouTube, Zalo, TikTok. Mạng xã hội đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ, thanh thiếu niên. Theo các chuyên gia, để hạn chế những tác động xấu của mạng xã hội đối với học sinh, sinh viên, thì không chỉ có gia đình, nhà trường mà còn phải có sự chung tay liên ngành như Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông. Có như vậy mới bảo vệ những người trẻ tương tác an toàn trong thế giới số hiện nay.